Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Chương 1. Câu 26 đến câu 38. Bà Elizabeth có thai được 6 tháng thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành Galilee gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse thuộc nhà David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có ý nghĩa gì. Sứ thần liền nói: "Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây, bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David, tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận." Bà Maria thưa với sứ thần: "Việc ấy xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng?" Sứ thần đáp: "Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng đấng tối cao sẽ rập bóng trên bà. Vì thế, người con sinh ra sẽ là thánh, và được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Elizabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi mà cũng đang cưu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được." Bấy giờ bà Maria nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa. Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi. Đó là lời Chúa. Khi suy niệm mầu nhiệm nhập thể, chúng ta thường nghĩ tới biến cố Chúa sinh ra ở Bethlehem. Thật ra mầu nhiệm này đã bắt đầu từ sau tiếng xin vâng của Đức Maria ở Nazareth. Sau tiếng xin vâng ấy, ngôi lời đã thành một thai nhi lớn lên trong lòng mẹ như hàng tỷ con người khác. Cần 9 tháng mới có thể cất tiếng khóc chào đời. Ngôi lời không lẫm liệt từ trời bước xuống. Ngài muốn là người 100%, nên Ngài cần một người mẹ. Ngài đi ra từ lòng mẹ, mong manh, yếu đuối. Ngôi lời đã thành một người như chúng ta, chia sẻ trọn vẹn vận người như chúng ta, trừ phạm tội. Ngôi lời đã là người và mãi mãi là người. Ngài đã đi hết hành trình cuộc sống với tất cả nỗi buồn. Ngài đã đi hết hành trình cuộc sống với tất cả nỗi buồn vui, âu lo và trăn trở. Chẳng ai hiểu chúng ta bằng Ngài. Ngài chẳng xa lạ với những gánh nặng của cuộc sống. Hôm nay ngôi lời vẫn là người ngự bên hữu Chúa Cha. Có một người được tôn vinh ở giữa lòng Thiên Chúa. Mầu nhiệm nhập thể đâu phải chỉ ở Bethlehem, vì ngôi lời mãi mãi là người, người anh trưởng.
dẫn đưa chúng ta vào cung lòng Thiên Chúa. Con Thiên Chúa làm người dạy ta yêu trái đất. Trái đất chỉ là một trong số hàng tỷ tỷ vì sao, nhưng nó vẫn có thể đứng ưu việt vì là nơi con Thiên Chúa đã đặt chân, đã sống. Bầu trời, rừng xanh, mạch nước, biển khơi, tất cả phải được gìn giữ cho thanh khiết. Trái đất là nhà của con người, nhưng cũng là ngôi nhà của con Thiên Chúa. Con Thiên Chúa làm người dạy ta yêu cuộc đời, yêu mảnh đời nhỏ bé của mình. Có lắm người dễ dàng tìm đến cái chết vì thấy bế tắc, tuyệt vọng, vì thấy đời vô nghĩa. Mảnh đời của Đức Giêsu không phải chỉ màu hồng, long đong với phận nghèo, ê chề vì thất bại, bị tước đoạt đến tột cùng trên thập giá. Nhưng Ngài đã sống mảnh đời ấy cho đến cùng, vững tin đến cùng vào tình Cha. Ngay giữa vực sâu và tăm tối, con Thiên Chúa làm người dạy ta yêu mọi người. Từ khi con Thiên Chúa mang khuôn mặt của con người, thì mọi người đều mang khuôn mặt của Thiên Chúa. Tất cả nhân loại đều là anh em, dù khác nhau về màu da, tôn giáo, ngôn ngữ, quan điểm. Xúc phạm con người là xúc phạm đến chính Thiên Chúa. Noel đem lại cho ta sự bình an sâu thẳm, bình an cho trái đất đang bị tàn phá, bình an cho những người đang sống trong ngõ cụt, bình an cho chúng ta, cho mọi người, bình an của Giêsu. Lạy Chúa Giêsu, con Thiên Chúa, Chúa đã làm người như chúng con, nên Chúa hiểu gánh nặng của phận người. Cuộc đời đầy cạm bẫy mời mọc, mà con người lại yếu đuối mong manh. Hạnh phúc thường được trộn bằng nước mắt, và giữa ánh sáng cũng có những bóng mờ đe dọa. Lạy Chúa Giêsu, nếu có lúc con mệt mỏi và xao xuyến, xin nhắc con nhớ rằng trong vườn dầu, Chúa đã buồn muốn chết được. Nếu có lúc con thấy bóng tối bủa vây, xin nhắc con nhớ rằng trên thập giá, Chúa đã thốt lên: "Sao Cha bỏ con?" Xin nâng đỡ con để con đừng bỏ cuộc. Xin đồng hành với con để con không cô đơn. Xin cho con yêu đời luôn dù đời chẳng luôn đáng yêu. Xin cho con can đảm đối diện với những thách đố, vì biết rằng cuối cùng chiến thắng thuộc về người có niềm hy vọng lớn hơn. Amen.